chỉ 5 phút có ngay bữa sáng siêu nhanh. Jake, nếu như hỏi loại bánh nào đi hay làm để ăn sáng nhất thì đó chắc chắn là bánh mì bơ tỏi. Em này mấy năm trước rất là hot luôn, đã vậy cách làm cũng như là nguyên liệu lại vô cùng dễ. Ok, mọi người cùng làm với đi nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần sốt bơ tỏi trước nha. Trước hết thì mình sẽ đun chảy bơ. Mọi người sử dụng bơ mặn hoặc là bơ nhạt đều được. Mình đun ở lửa nhỏ nhé và khuấy đều liên tục cho tới khi nào mà bơ tan chảy hoàn toàn là ok. Mình tắt bếp để cho bơ nguội một chút. Trong thời gian đó thì mình sẽ chuẩn bị phần sốt nha. Mọi người cho vào tô. Trứng, bạn nào ăn chay thì mình không cần sử dụng trứng cũng được ha. Sữa đặc, mật ong, sốt mayonnaise, tỏi, rau mùi và muối. Nếu như bạn nào mà sử dụng bơ mặn á thì mình không thêm muối vào ha. Ở đây đi sử dụng bơ nhạt cho nên là đi có thêm muối. Mình trộn đều hỗn hợp, sau đó thì mọi người sẽ từ từ thêm cái phần bơ chảy vào. Khuấy đều. Vậy là mình đã có sốt bơ tỏi rồi nè. Nếu như bạn nào mà thích có hương vị phô mai béo á thì mình có thể làm thêm sốt phô mai nữa ha. Rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần trộn phô mai với sữa đặc. Phô mai mình dùng cream cheese hoặc là phô mai con bò cười cũng được luôn nhé. Cuối cùng mọi người cắt bánh mì nữa là ok. Bánh mì để cho tiện thì đi sử dụng bánh mì đông lạnh của Osmile luôn nè mọi người. Loại này rất là tiện luôn, cực kỳ phù hợp cho những bạn nào mà đi làm không có thời gian để làm bánh mì á. Mình cắt xéo bánh mì như vậy nè. Nếu như bạn nào mà thích ăn giòn rụm luôn á thì mình cắt bánh mì mỏng một chút. Còn ở đây Ri á thì Ri thích ăn kiểu ở bên ngoài thì giòn, bên trong thì vẫn mềm mềm. Ri sẽ cắt độ dày tầm 2 cm nha. Sau đó mình quét sốt bơ tỏi lên. Muốn nhiều á thì nhúng vô luôn cũng được. Ở đây Ri sẽ làm 3 phiên bản. Một là cả hai mặt đều là sốt bơ tỏi. Thứ hai là một nửa sốt bơ tỏi và một nửa thì có mix thêm sốt phô mai. Và thứ ba là cả hai mặt đều có mix sốt phô mai luôn. Bánh này nó tiện ở chỗ là mọi người có thể nướng bằng lò nướng, nồi chiên không dầu hoặc là nếu mà không có cái nào hết thì mình sử dụng chảo cũng được ha. Đối với chảo thì mọi người chỉ cần quét lên một lớp bơ nhạt, sau đó thì mình cho vào áp chảo là ok. Đối với lò nướng thì mọi người sẽ nướng ở 180 độ trong vòng 10 cho tới 12 phút. Nồi chiên không dầu thì là 165 độ trong vòng 10 cho tới 12 phút. Còn áp chảo thì mọi người cứ áp cho tới khi nào mà mình thấy vàng là ok. Trăng. Hướng dẫn thì nghe dài á, chưa làm thì chưa tới 5 phút đâu mọi người ơi. Bánh này khi ăn phải cẩn thận tại vì ăn ghiền lắm nha. Cắn vô thì nó giòn rụm nè, bên trong thì nó tơi và xốp lắm, cho nên là còn chần chừ gì nữa mà không? Làm thôi.